Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, những ngày qua xuất hiện tình trạng người từ thành phố Hồ Chí Minh ồ ạt về các địa phương khác. Trong đó, nhiều địa phương sàng lọc được hàng trăm F0 trong dòng người về quê. Vì vậy, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các hoạt động về quê tự phát là vẫn rất cao. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền cho người dân, tiếp tục vận động người thân từ các tỉnh thành miền Nam không tự ý về tỉnh Hưng Yên trong thời điểm này. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ghi nhận 13 trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng người về từ địa phương này không nhiều nhưng dự báo sẽ gia tăng trong những ngày tới và vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp tục vận động người thân từ thành phố Hồ Chí Minh không tự ý về tỉnh Hưng Yên trong thời điểm này. Việc về quê cần được tổ chức và kiểm soát để đảm bảo không lây lan dịch bệnh vào địa bàn tỉnh. Qua rà soát của các địa phương, hiện có gần 27.000 người có hộ khẩu và nhà ở Hưng Yên đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh thành khác. Hiện có trên 20.000 người chưa có nhu cầu về quê, nhưng trong số đó có trên 4.700 người gặp khó khăn cần hỗ trợ, còn lại trên 13.000 người có nhu cầu về và trên 3.000 sẽ về quê trong thời gian tới.